đến chị Hiên khá là tình cờ cách đây 2 năm trước. Khi mình thấy một bài chị Giảng được share trên Facebook, tò mò thì mình vô xem, thì bị lôi cuốn ngay bởi cách giọng nói của chị và các giảng dạy của chị. Nên năm nay mình quyết định chọn học văn chị Hiên. Học văn chị Hiên thì các bạn sẽ được biết rất nhiều thông tin ngoài thông tin trong sách, có thể là dẫn chứng hay về tác giả, tác phẩm để các bạn có thể thực hành vận dụng tốt nhất vào bài viết của mình. Để đạt điểm cao hơn này, mình được gia nhập một team vô cùng đoàn kết, vô cùng thương yêu nhau. Các anh chị luôn tâm huyết tận tâm cho bọn mình, mình đã tốt đẹp nhất cho bọn mình. Và chị Hiên ấy không coi bọn mình tự nhiên là không coi bọn mình là học sinh của chị, mà coi bọn mình là những đứa em của chị, nên chị khá là thương yêu. Các bạn học, ngoài việc các bạn học, các bạn sẽ được thực hành. Mỗi một buổi học, mỗi bài học các bạn sẽ được làm bài tập này, sau đó sẽ được các anh chị giảng dạy sửa tỉ mỉ nhất có thể để các bài của bạn tốt hơn. Và điều đặc biệt là từ khi mình gia nhập học văn chị Hiên ấy, mình cảm thấy yêu môn văn hơn rất là nhiều. Mình cảm thấy mình rất là may mắn khi được gia nhập là một thành viên của học văn chị Hiên. Vì vậy các bạn hãy đăng ký học văn chị Hiên để cùng gia nhập với team học văn chị Hiên bọn mình nhé. Bye bye. Xin chào mọi người, xin tự giới thiệu, mình là Ngọc Diệp. Hôm trước mình có tham gia một buổi thi thử bên trang bếp học văn chị Hiên. Sau khi thi thì mình và các bạn đã thi đều nhận xét là đề thi của chị Hiên rất rất hay, chỉ bám sát nội dung ngữ văn 12 và bắt kịp những vấn đề của xã hội hiện tại. Chỉ sau 2 ngày thi thì bọn mình đã có đáp án và kết quả thi cũng như điểm số. Mình có liên hệ trực tiếp với admin đội ngũ hỗ trợ bên team học văn chị Hiên thì mình đã được các chị tư vấn rất là nhiệt tình. Các chị đã chấm chỉ ra những ưu và khuyết điểm để mình khắc phục và phát huy. Mình có nhờ một chị bên admin đội ngũ hỗ trợ có viết cho mình một đoạn trong bài nghị luận xã hội mà mình còn thiếu, thì các chị đã không ngần ngại mà viết cho mình. Mặc dù là trước đó mình chưa bao giờ tham gia một khóa học văn chị Hiên nào, và điều đó đã thúc đẩy mình tham gia khóa học cấp tốc tháng 4 năm 2020 của team học văn chị Hiên. Và các bạn hãy cùng đến với học văn chị Hiên và mình để được nâng cao điểm số, nâng cao chất lượng học văn các bạn nhé. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Huy, hiện tại là một thí sinh tự do đang ôn thi lại cho kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2020. Cùng với thời đại công nghệ 4.0 phát triển thì học online cũng rất phát triển. Mình là một thí sinh thi lại nên mình học hoàn toàn bằng việc tự học ở nhà. Qua tham khảo rất nhiều người thì mình được biết tới fanpage học văn chị Hiên và mình đã đăng ký một khóa học ở fanpage của chị, đó chính là khóa học văn VIP 2020. Mình đã theo lớp được 4 tháng và hiện tại kiến thức của mình đã được nâng cao và hoàn thiện rất ổn, được đánh giá chi tiết, đó là qua 2 kỳ thi thử của lớp. Bản thân mình đã nâng cao được về số điểm cũng như chất lượng của bài thi của mình, về cách viện và lối hành văn của mình. Qua đó thì mình cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Hiên cũng như toàn bộ những người trợ lý trong fanpage học văn chị Hiên. Thật sự mình rất vui khi đã đạt được điểm số như bây giờ. Đó cũng là một sự thật sự cố gắng của mình cũng như là sự giúp đỡ của chị Hiên cùng các anh chị trợ lý trong fanpage. Cũng là một lần nữa để chia sẻ tới mọi người, bất kỳ thí sinh tự do đang ôn thi lại hay là các thí sinh còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nếu muốn ôn thi văn thì có thể tham khảo fanpage học văn chị Hiên cũng như các khóa học của chị, các bạn sẽ hiểu được học văn là dễ như thế nào. Hello, xin chào tất cả các bạn, mình là Hạnh, hiện tại mình đang là một thành viên của nhóm Văn 9 học văn chị Hiên. Ngày hôm nay mình làm video này để chia sẻ những cái suy nghĩ và cảm nghĩ của bản thân về đề thi thử mà chị Hiên đã tổ chức thi vào ngày 29 tháng 3 vừa qua. Vì theo mình thấy thì buổi thi này chị Hiên đã tổ chức vô cùng là chặt chẽ, nghiêm ngặt và mang tinh thần như một buổi thi thực sự về
Đề bạn đề thi thì mình theo quan điểm của mình đánh giá thì đây là một đề thi rất là hay, thiết thực và bổ ích. Bởi vì là câu đọc hiểu chị đã mang đến một câu chuyện vô cùng là xúc động và gần gũi, mang tính cập nhật. Đó là câu chuyện về cố diễn viên Mai Phương, thì trong đó có đề cập đến những cái đức tính và phẩm chất vô cùng là đáng quý, đáng trân trọng và nghị lực sống phi thường của một cô gái. Quả thật thì mình cũng đôi chút xúc động khi đọc một câu chuyện này. Về câu nghị luận xã hội thì chị đã mang đến vấn đề qua một câu nói vô cùng là đặc sắc và cô đọng hàm xúc. Đó là khi trời tối thì bạn có thể thấy những vì sao. Thì theo mình thấy đây là một câu nói mang vấn đề mở, mà chúng gợi ra cho chúng ta những cái hướng suy nghĩ khác nhau. Từ đó có thể khai thác được kỹ năng viết, kỹ năng hiểu vấn đề và quan điểm suy nghĩ của mỗi người. Và chúng ta cũng không thể bỏ qua đó là câu nghị luận văn học. Thì chị đưa ra vấn đề qua hai khổ thơ trong thi phẩm sóng. Qua đó thì chúng ta có thể làm sáng tỏ nhận định về phong cách sáng tác của Xuân Quỳnh. Câu này có thể khai thác được kỹ năng viết và phân tích vấn đề chiều sâu của văn học của mỗi người. Tổng quan lại thì theo mình đánh giá đây là một đề thi hay, bổ ích, thiết thực và sâu sắc. Theo cá nhân mình thì mình cảm thấy đây là một đề thi, mình rất là thích đề thi này và hứng thú với nó. Mặc như mình đã nói thì mình là một học sinh của trong nhóm văn chị Hiên, vì vậy mà mình cảm nhận được cái cách chấm điểm mà team chị Hiên đã chấm và sửa bài cho mình vô cùng là cẩn thận, chặt chẽ, bởi vì là chị đã chấm vô cùng là sát sao, thang điểm thì chi tiết cho bản thân mình cũng như các bạn học sinh khác hiểu, và từ đó chị có thể rút ra những cái nhận xét, những cái rút kinh nghiệm để cho bản thân mình có thể sửa và khắc phục những cái thiếu sót mà mình có, từ đó nâng cao được cái kỹ năng viết và nâng cao được điểm số của mình, và hy vọng sẽ nâng cao về sẽ cải thiện trong các bài thi sắp tới. Học sinh trong nhóm của chị và cũng khá một thời gian thì mình cảm thấy mình cảm thấy được đội ngũ của team chị vô cùng là chuyên nghiệp, tình cảm và quan tâm đến học sinh. Mình cảm thấy vô cùng là may mắn vì đã biết đến chị đúng thời điểm. Và mình rất là cảm ơn chị và team chị đã cố gắng giảng dạy cũng như là chấm bài, sửa lỗi và đưa ra cho bản thân mình những cái lời khuyên vô cùng là hữu ích trong quá trình học văn và trong hành trình chinh phục kỳ thi cho phổ thông quốc gia. Và mình hy vọng là lúc đó thì mình có thể cải thiện được những khuyết điểm và những thiếu sót trong trong môn văn mà mình còn có. Vậy là video đến đây có lẽ là kết thúc, và mình rất là cảm ơn các bạn đã lắng nghe và đã xem video này đến bây giờ, và tạm biệt các bạn.